nay mình chạy trên cái con đường Hà Hoàng Hổ đó các bạn, thì mình thấy có một cái quán bún cá Nha Trang, thì nhìn quán rất là đông khách nha. Thì mình mời các bạn cùng vào trong quán thưởng thức cái món bún cá Nha Trang nó như thế nào nha các bạn. Mình kêu cái tô thập cẩm này có giá là 25.000 nha các bạn. Thì mình thấy trong tô bún của mình đó là có một miếng mực nè. Cái này là cá biển nha các bạn. Cá biển. Rồi cái này là chả cá và đây là có cả sứa nữa. Đây là sứa đó các bạn. Lần đầu tiên thì mình mới ăn cái món bún cá này đó. Tô này là tô thập cẩm thì mình sẽ để rau vô. Cái tô bún cá của mình rất là hấp dẫn phải không các bạn? Này, mình mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Quán bún cá Nha Trang nằm trên con đường Hà Hoàng Hổ thuộc phường Đông Xuyên. Các bạn chạy vào qua khỏi cầu Ông Mạnh nhìn bên tay trái là sẽ thấy quán bún cá Nha Trang. Thì món bún cá này ngon nhất là nhờ nước chấm đó các bạn. Nước chấm ở đây được chủ quán chế biến chua ngọt và kẹo kẹo. Mình để dùng chấm với hải sản thì rất là ngon luôn nha. Mình có thói quen thì ăn uống thì rất là đậm đà, cho nên là mỗi khi ăn thì rất là cầu kỳ luôn các bạn ơi. Thì chanh ớt đầy đủ thì ăn cái hương vị nó mới ngon và tăng thêm phần hấp dẫn. Mình mời các bạn cùng thưởng thức món cá với mình nha. Nhiều rau là xà lách và giá nè.
Chả cá thì cũng rất là ngon nha các bạn, nó giòn giòn, dai dai. Cái nước súp thì rất là trong. Tiêu là 25.000 là tô thập cẩm, gồm cá mực sứa, thì cá đây là cá biển nha các bạn, cái hương vị rất là ngon. Mình ăn kèm với rau thì không có ngán nha. Ở đây có rất là nhiều loại bún luôn, cá thì cái giá là mà chỉ có 15.000 thôi, chỉ có thập cẩm là 25.000. Ở đây có đặc biệt là có gỏi sứa luôn đó các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nha. Nhớ cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký, mình sẽ làm nhiều video sau hay hơn để đến các bạn. Còn bây giờ mình xin chào, hẹn các bạn ở video sau.